Đất vườn trồng sầu riêng có thổ cư luôn, mặt tiền á thì siêu rộng luôn nha cả nhà. Em đang ở tại ấp Phú Long, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho mình một mảnh vườn ha, cây trái trồng sầu riêng như thế này. Giáp với lại con rạch thoát nước công cộng trên đất của mình á thì vuông vức luôn, không có mương ha, cũng không có mồ mả gì hết. Hàng xóm xung quanh nó thì rất là đông luôn. Đất của mình nó thì quay về hướng chánh tây nha, ngang 16 ha, là từ ngay chỗ cây dừa đó kéo dài qua ngay vị trí em đứng là 16 mét, sâu vô á là 25 mét ha, là tới cái gốc chuối ở phía ngoài sau. Thì cuối đất của mình nó thì cũng là một cái con rạch thoát nước công cộng, cái này là chỉ là một cái con rạch nhỏ thôi nha, chứ không phải là cái rạch lớn, nên mình đừng có sợ mà nó bị sạt lở gì hết nha cả nhà. Đâu có tàu ghe qua lại rồi đâu có sóng đánh vô đâu, nên là đừng có lo bị sạt lở ha. Thì cái ưu thế á, là mình sát bên cái con rạch thoát nước công cộng để mình lấy nước tưới cây nè. Nếu mà mình cất nhà vườn á thì cái hơi nước nó lên nó sẽ làm cho cái nhà của mình nó mát mẻ hơn. Đây là cái con rạch thoát nước công cộng ha, đó kế bên cái đất của mình. Còn ranh đất của mình là từ ngay chỗ cây dừa này ha, kéo dài qua là 16, sâu vô 25, có 100 mét thổ cư sẵn rồi, về cất nhà nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn. Rồi mình đi ra ngay chỗ chợ nè, trường học nè thì chỉ có 1,5 km thôi. Về thành phố Hồ Chí Minh là 79 km nha, còn về trung tâm thành phố Mỹ Tho thì chỉ khoảng 19 km thôi. Đó, và về thành phố Hồ Chí Minh là 79 km nha, đất quay về hướng chánh tây. Đây ngay đây ha, có nhà hàng xóm sinh sống nè. Rồi đường này là đường thông nha, mình ra đường ô tô chỉ 200 m thôi. Và hiện tại cái con đường này á, thì nó đã quy hoạch làm đường 3 m rồi. Làm đường 3 m và là đường thông chứ không phải đường cùng nha cả nhà. Đất rất là đẹp luôn. Giá là 490 triệu bao toàn bộ giấy tờ thuế phí, không phát sinh gì thêm. Mặt tiền cực kỳ rộng luôn, ngang 16 sâu vô 25 là khoảng 400 m vuông nha. Đất sạch không mồ mả gì hết, chung quanh cũng không có mồ mả gì luôn. Đó là 400 mét vuông. Có 100 mét thổ rồi chủ kêu với giá là 490 triệu bao toàn bộ giấy tờ thuế phí nha. Quá chừng là đẹp luôn cả nhà ơi, đường thông nha. Ở tại ấp Phú Long, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở đây em có 2 thửa liền kề. Đó, nếu như mà mình chốt hết 2 thửa thì sẽ được giá tốt hơn, 490 triệu một thửa thôi ạ. Đất quay về hướng chánh tây. Sầu riêng nè, mấy cây lớn này á, thì mình xử lý cho trái được rồi. Mấy cây lớn này chắc khoảng 7-8 năm á, sầu riêng ri sáu, có đặt hệ thống ống nước tưới hết đất luôn. Đó, rồi mấy cây nào là mấy cây nhỏ ha, sầu riêng Thái mới đặt sau nha. Do chủ không có thời gian chăm sóc nên là cỏ nó lên hơi tùm ha. Rồi em xin kết thúc video tại đây, hẹn gặp lại mọi người trong những video mới tiếp theo nha.